Trong bia nó có kỹ thuật là kỹ thuật nhắm hộc. Nhắm trúng là chuyện bình thường, mấy lớp 1 học nhắm cũng trúng, nó bây giờ nhắm hộc. Nhắm hộc là sao? Tức là nhắm hộc là mình nhắm sao cái bi vàng nó vừa chạy sọc cái bi trắng, nó không trúng cái bi trắng. Nó kêu là nhắm hộc nha. Cái chị nó hỏi: "Ê đừng có bia làm gì ồn ào với mày?" "Tao thích." "Được không? Tao thích được không?" "À, hơn nữa kìa, hơn nữa kìa." "Đó, hơn nữa nha mấy em." "Hơn thôi." "Đúng hơn quá mày ơi. Tao hơn quá." "Hơn quá." "Ê giờ làm gì buồn dữ vậy? Hơn thôi." Lean body, ta một đời ngạo nghệ. Thế massage định một kiếp hùng anh. Trong cuộc đời đâu chỉ sống với danh, mà thơ mộng trên từng cung cảm xúc. À, chào mấy em nha. Mới tập tạ xong mệt quá, khỏi chào hỏi đi. Bữa nay làm clip pizza, tại vì hết clip rồi. À, mình sẽ chỉ các bạn đánh những cái đường pizza mà thật là mưa tuyệt vọng luôn. Bạn gặp tới bi đều quýnh gì? Nhìn bi kìa bà. Bi đều quýnh gì? Cụt má cu lê trắng hả? Đá vỡ mỏm. Đù, hên bay. Hên thôi. Cái bi đó là có cách quýnh, chỉ cần để phê đúng là ăn à. Nhưng mà bữa nay không chỉ nha. Like nhiều đi mới mốt chỉ. Đó. Xong rồi cầm nè, đạp lọt lỗ hả? Nè, lọt lỗ nha. Nè, ô mà không lọt ta. Kệ nó, mới vào đề ba làm vậy, dài đường cho nóng cơ đi mấy em. Trẻ chim người yêu. À, chim nè. Không cái nằm vậy nè, không. Rồi chút những hơn ghen nè, nằm đây cho bít góc luôn, khỏi ra gì luôn. Đó. Mưa tuyệt vọng. Quýnh gì vậy? À bắn. Thử coi, trúng không? Không trúng mày ơi. A băng thì tỷ lệ trúng rất thấp. Thấy không? Cái đó đó phải băng mỏng xíu nữa, đó bị dày rồi. Thật sự thì bi này các bạn sẽ quýnh đường A băng thôi. Đa phần 10 thằng như một. Thấy không? Nhìn ngực con gái tưởng đâu có ức gà. Bụng quá. Không thấy đường luôn á, giờ tao là không thấy đường. Hên. Không lẽ uống quay protein bay. À hủ này cũng được nha. Uống biết hết mẹ luôn rồi. Đói quá nè. Cuộc đời tao á, mà không nhờ sức BBT chết lâu rồi. Nó thiệt á. Tiền thì quá trời, mà không có đồ ăn. Nani? Sáng gì đâu có vàng đâu. Đó, vậy là pizza là quýnh đường đó, nó có nhiều đường quýnh lắm nha. Cú lê 1, A bằng 1. Cái thằng mà nó bất tài mà nó vô dụng nhất á, nó sẽ quýnh theo đường này nè. Cắm cơ xuống. Đó. Giật giật hầu quanh kia luôn á. Tỷ lệ trúng hầu như 1%. Còn hôm nay Nhi mày sẽ chỉ mày một cái đường gọi là mưa. Mưa tuyệt vọng luôn. Gặp cái bi này tuyệt vọng chứ còn gì nữa, đúng không? Nè. Nhìn nha. Bảo đảm quýnh đường là quỷ khóc thằng sầu. Chỉ cho. Nhắm hộc trắng. Trong pizza nó có kỹ thuật là kỹ thuật nhắm hộc. Nhắm trúng là chuyện bình thường, mấy lớp 1 học nhắm cũng trúng, nó bây giờ nhắm hộc. Nhắm hộc là sao? Tức là nhắm hộc là mình nhắm sao cái bi vàng nó vừa chạy sọc qua cái bi trắng mà không trúng cái bi trắng. Nó kêu là nhắm hộc nha. Thầy bi này á, nếu mà bạn nhắm hộc trắng, cái bi vàng nó trúng băng. Trúng băng đúng không? Xong mình cài ở phê thận cho liếm cho đỏ. Tỷ lệ trúng hầu như là 99%. Thử nha, đó, kỹ thuật nhóm hộc nè. Bây giờ Lan Duy chỉ mấy em quýnh bao ăn nha. Đó, cầm cái cơ này đẩy nhẹ nhàng thôi. Đẩy nhẹ nhàng thôi, vuốt hết ốc phê luôn nè không. Mẹ rồi. Mẹ. Hụt quá. Tao cố tình đó ba. Chá đó hụt quá. Quýnh sao á mà chế vàng vừa đi sớt. Chế trắng. Khó lắm mày. Trời ơi quá. Nè, nhìn kỹ lắm nè không. Đó. Nó trúng cái là rùa. Quên nói nữa, nó trúng cái ra rùa. Mà muốn rùa được phải quýnh mạnh. Nó trúng cái, nếu mà quýnh cái đường đó mà nó trúng nó ra rùa nha. Nè, quất. Mày chạy đâu, cái đủ ngựa nổ. Má nhỏ thiệt chứ. Thôi lại mấy em. Má bị nổ. Nói chung là tập phải rủi ro chứ tới bi được, tụi bay cũng điếc mẹ rồi.
quýnh trúng, trúng được thì trúng, không trúng được thì thôi, chứ tao bay không lẽ bắt tao chăm trái chúng chăm. Quá má, tao loạn thị mà khó nhìn lắm ba, quá không có đường luôn á. Vuốt 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 nè, tao quýnh là phải gom mà thiệt luôn á, đường Duy Nguyễn chế mà bảo đảm tao bay lên mạng không có đâu. Thấy chưa, thấy ghê chưa, ghê chưa, má quýnh này nè, thấy không, tao bi nè mấy em, chỉ cho hồi nãy đúng không, giờ nó khác nè, nó nằm như vậy đúng không. Tôi đương nhiên cái này là không thể nào sơn được rồi, không thể nào sơn được hết á, không sơn là nó ra vậy đâu trúng được đâu. Nó nên mình cứ nhắm mình sơn, xong cái hồi nó hụt bi cái mình trúng cái là hên thôi nha. Chung là chạy đi mấy em, chứ những cái bi này là nó đói chết mẹ đói rồi đó, không hay sơn. Cái bi này, cái bi không hay sơn đó, quýnh trúng là hên thôi nha. Mà muốn quýnh trúng cái bi này nè, phải làm cho cái bi nó bị cong, nó khó hơn rồi đó. Để cái cơ chuối này nè cháy thẳng vô, nó chết mẹ không trúng ta, má kia thật cong bi. Ví dụ như thế bi này tụi em nhìn đi, tụi em không thể nào mà gọi là quýnh trúng đỏ được hết á. Em mà bằng hột trái nó cũng trúng đỏ nữa. Em mà bằng hột trái tốt nhất là trúng ở đây nè, nó trúng ở đây nè, mà trúng ở đây không có phê nào mà cho trúng được cái đỏ hết á. Do đó kỹ thuật này chúng ta phải cháy cong bi. Wow. Ghê không? Là cách quýnh y chang, quýnh y chang luôn, cũng giống quýnh hột trái luôn. Cầm cái cơ giống như chọt lỗ vậy nè, đúng không? Chọt lỗ người yêu đó, cầm cái cơ chọt chọt vậy nè, để vậy nè, thấy không, để vậy nè, xong rồi quýnh hột trái, gốc cơ nó cao cao lên như này, cháy mạnh xuống. Quýnh gom khổ thật chứ, nó trúng nhiều đường lắm em ơi, nó không trúng vậy, nó trúng vô băng này, nó cặp ra nó cũng trúng rồi đó. Rồi cái đó là một trong những đường A băng không. Tiếp tục mấy bi này, đâu có áp dụng hoài à, thiệt á, bi này làm gì ăn mẹ. Cu lê hả, tao cho mày khỏi cu luôn rồi cu y đó, ví dụ vậy đi. Rồi quýnh đi mẹ, cu lê nó làm khỉ gì nữa, không lẽ tao bay tối ngày tao bay cầm cái cu ra đường không. Nè đó, chiều mới chỉ cắm cái cơ xuống nha, nhớ cắm cái cơ thấp xuống, chuối mũi xuống. Tao có hai đường hụt luôn hả, tao tính rồi, tao đề phòng rồi, nó nhỏ thiệt. Lại mấy em nhớ nha, cái bi đã bằng chúng để cơ trên đầu một kiếp sau nó chưa trúng nữa. Cầm cái cơ cháy xuống như nè, nó cháy xuống nè, ăn hai đường nha. Nó một là nó liếm, nó đập vô này, tùy cái khả năng công bi của em nhiều hay ít, nó đập dày vô này thì chúng đò đét luôn, đập mỏng thì qua đây nè, nó qua đây nè, xong giật lại chúng. Còn thằng nào ốc phê nhiều nó qua đây nè, nó giật vô hai cái vú này nó ra nó cũng trúng nữa đó. Ba đường rùa, nói chung á mình phân tích trong đầu mình vậy đó, nhưng mà khi mình quýnh á thì mình hên thôi, không thấy đường luôn, chơi luôn. Hên thôi, đủ quá, hên quá mày ơi, tao hên quá, hên quá. Ê giờ làm gì buồn dữ mày, hên thôi, thôi hên thôi nè, trả cho cái đâu, hên nữa. Cái kia nó hỏi, ê mày cũng biết ra làm gì ồn ào với mày, tao thích, được không, tao thích được không, hên nữa kìa, đó, hên nữa nha mấy em. Nè, một băng thôi. Hên. Hết hên rồi mấy em ơi. Mệt quá. Hết hên rồi. Nè, vô một cái. Hên thôi. Hả? Mệt quá. Rồi, đường căn bản tiếp. Em nhớ nha, cái đường bi với góc nó xéo xéo vậy nè. Cái góc mà nó phải xéo xéo vậy là nó mới a băng được nha. Cái góc của mấy em, tức là cái này nè. Ví dụ như nó mà nó ngang ngang á thì để cái trên đầu, mà nó giật lên xíu để giữa bi. Còn nếu mà cái bi trắng nằm đâu đây nè, tức là cái góc nó càng gắt á thì phải càng chuối, nó chuối để cho nó vô băng nó thành kéo. Ủa sao lộ bí kíp luôn hả? À, chuối vô băng thành kéo, cơ trên đầu vô băng thành cu lê. Yes. Mà cái bé đường này quýnh mạnh nó mới sóc hàng với em. Giật vô. Ủa giật không nổi ta, phải yếu. Trời ơi, nó giật vô nó trúng á. Wow. Hên mấy em. Nói chung mà da nó hên.
Bởi vì những cú A Băng làm ức chế là vậy đó. Bữa nay em chỉ em nội dung nãy giờ là A Băng thẳng đó em. A Băng thẳng đó. Ví dụ em gặp mấy trái này nè. Đó. Hy vọng là tụi em học được những cái thế bi mà gọi là A Băng xả chét. Nè, góc này góc gạch chuối cơ. Chỉ rồi. Oh my god. Tạo cảm giác ức chế cho xem. Và tạo cảm giác ức chế mấy ăn cây cẩu luôn. Ví dụ như bây giờ này nha mấy em. Bây giờ này quýnh băng thì nói là mẹ gì nè. Hên thôi. Ức chế không? Ức chế không? Đó. Chỉ mấy cái đường này nó quê bỏ cơ luôn. Cái bi này nè. Để phải thận. Ủa, để phải thận nè. Dằn lên đầu quýnh nửa mũi chuối dày vô. Đá vô chúng. Nó thấy chưa? Tụi mày sợ tao chưa? Sợ thì like đi ba. Xe video nữa nha. Ai Duyên Nguyễn bá đạo lắm. Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.